Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Xin kính chào toàn thể ông bà anh chị em đã đang và sẽ kết nối tham gia bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em mình nha. Và tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chúc phước cho anh chị em tràn đầy sức khỏe, niềm vui và sự bình an. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ kết nối vào Hội Thánh để chúng ta học bài học cuối cùng, bài số 10 trong chủ đề đời sống không bệnh tật. Amen. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh Chúa vì tấm lòng yêu mến lời của Chúa đối với tất cả ông bà anh chị em. Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em ha. Và tôi cho rằng cái chủ đề này rất là quan trọng, cho nên một lần nữa tôi nhắc tất cả các bạn xem rằng là nhất là những ai đang có những cái vấn đề về sức khỏe đó, thì chúng ta nên nghe lại từ bài 1 đến bài 10. Và khi mình nghe lại, mình suy ngẫm như vậy thì chúng ta gia tăng đức tin và chúng ta sẽ có được cái đức tin trong cái sự chữa lành đó đối với tật bệnh của mình. Amen. Yeah. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào bài học. Và tôi cũng có lời của Chúa đối với tất cả những anh chị em đang có những nan đề, đang có những cái bệnh tật đau yếu trên đời sống của mình, trên thân thể của mình. Chúng ta hãy dành 5-10 phút đầu giờ, amen, chúng ta hãy cầu nguyện Chúa để Chúa thăm viếng anh chị em đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Thậm chí trong khi anh chị em nghe lời của Chúa thì anh chị em cũng được chữa lành. Vì Kinh Thánh chép rằng là về phần các môn đồ, họ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi và Chúa ở cùng họ, dùng những dấu kỳ phép lạ mà làm cho vững đạo. Cho nên tôi nghe được rất nhiều lời chứng rằng trong lúc mình nghe lời của Chúa một cách chăm chú thì cũng có sự chữa lành xảy ra trên thân thể, không phải chờ đợi trong lúc mình cầu nguyện đâu ha. Cho nên anh chị em hãy chú ý điều đó. Và tôi nói lại là bài học cuối cùng này mang tên là tác dụng của lời Chúa đối với sức khỏe của con người. Xin Chúa ban phước cho hết thảy bạn chị em. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đến trong thời giờ chúng ta cầu nguyện, xin Chúa thăm viếng đời sống chúng ta, cũng như xin Chúa thương xót với tất cả những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Amen ha. Cha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cầu nguyện để hết thảy anh bạn chị em con, những ai đang kết nối vào Hội Thánh, những ai đang kết nối để nghe bài học buổi tối hôm nay, được thần linh của Ngài hãy thăm viếng anh chị em con. Con cầu nguyện để thánh linh của Ngài đến trên họ giờ này. Thánh linh của Chúa đến trên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thánh linh của Chúa khai phóng sự mặc khải và năng quyền của Ngài trên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và anh chị em hãy cầu nguyện, hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, thăm viếng con, đụng chạm vào tâm hồn của con. Hãy cho con cảm nhận được tình yêu cũng như sự hiện diện của Ngài. Và anh chị em hãy nói điều đó đẹp. Hãy nói với cả một tấm lòng. Bởi vì khi anh chị em ở trong sự hiện diện của Chúa thì phép lạ chắc chắn xảy ra. Chúa luôn luôn làm phép lạ trong vinh quang của Ngài, trong sự hiện diện của Ngài. Anh chị em hãy biết điều này ha. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, một lần nữa tôi nói rằng Thánh Linh của Chúa ngự trên ông bà anh chị em. Thánh Linh của Chúa ngự trên ông bà anh chị em. Ô, hãy cảm biết điều này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi người chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi nói rằng cơn mưa của Thánh Linh, vinh quang của thần Đức Chúa Trời ở trên anh chị em giờ này. Mở một con cái của Chúa cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ngay thời giờ này. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh chị em hãy đón nhận lời chúc phước của tôi rằng anh chị em hãy đầy dậy Thánh Linh. Hãy đón nhận trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Thần của Đức Chúa Trời đến trên anh chị em giờ này trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Anh chị em biết không, đôi khi Thánh Linh Chúa đến trên chúng ta như chim bồ câu vậy đó. Và anh chị em hãy tưởng tượng đi ha. Một con chim bồ câu nếu nó thật sự đậu trên vai anh chị em thì anh chị em sẽ làm gì? Anh chị em sẽ đi lại rất nhẹ nhàng, khẽ khàng, đúng không? Thận trọng trong từng cử chỉ, từng hơi thở của mình, để thắt bồ câu không bay đi. Có đúng anh chị? Bồ câu là một loài chim
rất là hiền diệu, rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất là nhút nhát, phải không ạ? Rất là dễ bị tổn thương. Cho nên chúng ta hãy biết rằng đôi khi Chúa đến với chúng ta rất nhẹ nhàng và chúng ta cần phải trân trọng những giây phút đó. Tôi nói lại một lần nữa rằng thần của Chúa đến thăm viếng bà anh chị em giờ này. Thần của Đức Chúa Trời đến thăm viếng bà anh chị em giờ này. Hãy đón nhận trong danh của Chúa Giêsu Christ. Thần của Đức Chúa Trời đến trên ông bà anh chị em giờ này. Tôi nói sự bình an, niềm vui đến trong tâm hồn của ông bà anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy được đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy nữa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah Chúa. Con tạ ơn Ngài vì tấm lòng của Ngài đối với dân sự của Chúa. Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì sự chăm sóc diệu kỳ của Ngài đối với dân sự của Chúa, đối với mỗi con cái của Ngài giờ này. Còn cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu, tất cả những ai đang kết nối vào hội thánh giờ này, Chúa Thánh Linh ơi, thăm viếng anh chị em con một cách diệu kỳ buổi tối ngày hôm nay. Chúa hãy chăm sóc trong những mọi vấn đề mà anh em con trình cho Ngài. Ô Cha, con cầu nguyện Ngài chữa lành người cần chữa lành, Ngài an ủi Ngài người cần an ủi, Ngài nâng đỡ người cần được nâng đỡ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng của cầu nguyện. Ô hallelujah. Ô hallelujah. Hãy đón nhận anh chị em ơi. Hãy đón nhận giờ này. Tôi nói rằng sự thăm viếng của Chúa đến trên anh chị em giờ này. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kinh Thánh chép rằng người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép. Khi Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em hãy nhận lấy quyền năng để làm chứng và sống đẹp lòng Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này hãy đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Mỗi một người giờ này hãy cầu nguyện: Thánh Linh ơi, mở trí cho con để con có thể ngày càng hiểu hơn lời huyền nhiệm của Ngài. Hãy cầu nguyện lên chứ. Mỗi một người hãy nói như vậy: Thánh Linh ơi, mở trí cho con, hãy soi sáng con mắt hiểu biết của con để con có thể biết những điều mà Ngài muốn nói với chúng con. Hãy cho con có thần khôn ngôn và thần mặc khải để con có thể biết được lời của Đức Chúa Trời một cách đúng như con cần phải biết. Hãy cầu nguyện anh chị em. Nhân danh Chúa Giêsu, khi anh em xin điều đó, Cha trên trời sẽ ban cho. Chúng ta đừng bao giờ quên lời cầu nguyện trong Ê-phê-sô chương 1 câu 9. Chúng ta luôn cần thần khôn ngôn là Thánh Linh của Đức Chúa Trời mặc khải. Ôi, gieo vào lòng chúng ta những cái sự từ thiên đàng để chúng ta có thể hiểu được lời Chúa và thấm nhận lời Chúa. Amen anh chị em. Hãy cầu nguyện nào. Hãy cầu nguyện theo lời hướng dẫn của tôi. Anh em hãy nói lại đi ạ. Cha ơi, con cần thần khôn ngôn để hiểu lời của Ngài. Con cần thần mặc khải để nhận biết lời của Ngài. Cha ơi, hãy soi sáng con mắt hiểu biết trong tâm thần con, để khi Ngài nói, con hiểu Ngài nói điều gì. Để khi Ngài mặc khải, con hiểu Ngài mặc khải điều gì. Hãy cầu nguyện anh chị em. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng anh chị em. Cảm ơn Chúa sự đáp ứng của anh chị em. Trong danh của Giêsu Christ quyền năng, tôi công bố thần khôn ngôn của Chúa đậu trên anh chị em giờ này. Tôi công bố thần mặc khải của Chúa đậu trên anh chị em giờ này. Tôi công bố ánh sáng của Đấng Christ ở trên tâm linh anh chị em giờ này. Tôi tuyên bố sự sáng của Chúa Giêsu Christ trên tâm linh anh chị em giờ này. Mỗi một ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, họ được mặc khải và tai thuộc linh, mắt thuộc linh được mở ra giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, con cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục lên cho em, đón nhận. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Anh chị em hãy thưa với Chúa rằng con sẵn sàng, và giúp con đam mê lời của Ngài ngày càng hơn. Giúp con đam mê mật thiết với lời của Ngài ngày càng hơn. Hãy cầu nguyện lên cho em. Oh hallelujah. Satan không muốn anh chị em biết lời của Đức Chúa Trời. Satan không muốn anh chị em sâu nhiệm lời của Đức Chúa Trời. Satan không muốn anh chị em biết sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Hãy đánh gục nó bằng cách vâng lời của Chúa. Hãy đánh gục nó bằng cách đam mê lời Chúa. Hãy đánh gục nó bằng cách thường xuyên nghe lời của Chúa và tin vào lời Chúa. Amen chị em ha. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Nhân danh Chúa Giêsu anh chị em hãy cầu nguyện điều đó. Hãy nói với Chúa đi anh chị em. Chúa ơi, con quyết định đam mê lời của Ngài. Con quyết định học nhiều hơn lời của Ngài. Con quyết định sử dụng lời của Ngài thật nhiều trong cuộc sống của con. Con quyết định chỉ nghĩ và nói
ra môi miệng con bằng lời của Đức Chúa Trời thôi. Con chỉ suy nghĩ và nói lời của Đức Chúa Trời thôi. Anh chị em hãy nói điều đó, hãy quyết định điều đó trong danh Chúa Giêsu quyền nào. Và tôi nói anh chị em nè, Satan rất sợ những người nào chỉ suy nghĩ và nói lời của Chúa. Oh hallelujah. Satan rất sợ và ngại những người đó, vì lời của Đức Chúa Trời thiêu hủy nó, lời của Đức Chúa Trời đánh bại nó, lời của Đức Chúa Trời khiến cho nó không thể lừa dối được. Anh chị em hãy biết điều đó ha. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy liên tục suy nghĩ, nói ra lời của Đức Chúa Trời qua môi miệng của mình, và xây dựng một lối sống trên lời của Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Và tiếp cho em, những anh chị em nào có bệnh tật đau yếu hay những nan đề trong cuộc sống giờ này, hãy cầu nguyện một lời cầu nguyện cuối nữa và chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Mỗi một anh chị em đó hãy nói: Chúa ơi, hôm nay hãy thăm viếng con. Hôm nay thần quyền năng của Ngài hãy chạm lên chỗ đau của con. Thần quyền năng của Ngài hãy tác động lên khối u của con. Thần quyền năng của Ngài hãy tác động lên chỗ đau yếu của con. Chúa ơi, hãy thương xót lấy thân thể của con. Con nguyện trao nó làm đền thờ của Thánh Linh Ngài. Con nguyện trao nó làm khí cụ công bình của Ngài trong phần đời còn lại của con. Ai đau yếu, bệnh tật, đai đang ung thư, nan đề, bệnh nan y, hãy cầu nguyện lời đó giờ này. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, thương xót con buổi tối hôm nay. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy khai phóng năng quyền của Thánh Linh trên chỗ đau của con, trên khối u của con, trên chỗ viêm nhiễm của con, trên chỗ mà y học không thể chữa lành cho con. Hãy thương xót con. Chúa ơi, hãy thương xót con. Con nguyện dâng phần đời còn lại, con nguyện dâng thân thể con làm đền thờ cho Ngài, Chúa ơi, để làm phục vụ mục đích của Ngài. Hãy cầu nguyện anh chị em. Tất cả anh chị em đau yếu, bệnh tật, khó khăn và những cái vấn đề nan y trong cơ thể, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện nói cho giúp tôi. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu quyền năng, Cha ơi, nhầm lời họ giờ này. Hãy 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 nhầm lời họ giờ này. Con cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah. Hãy nhầm lời họ giờ này. Con cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah. Con cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. 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 Cảm ơn Chúa. Và chúng con cầu nguyện những điều đó trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Vâng, cảm ơn Chúa thật nhiều. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em khắp mọi nơi đang kết nối vào fanpage của Hội Thánh Nhà Muôn Dân đã học bài học buổi tối ngày hôm nay. Và lời của Chúa rất là quan trọng, và mạng lệnh của Chúa Giêsu rằng là hãy làm cho lời Ngài đầy dậy khắp đất, hãy làm cho tin lành của Ngài được rao giảng khắp đất. Vì vậy anh chị em ơi, hãy cộng tác cùng tôi, hãy chia sẻ livestream này trên trang cá nhân của mình. Livestream này chia sẻ trên trang cá nhân của mình, amen ha. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình và chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa thật nhiều. Hallelujah. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn sự hợp tác của ông bà anh chị. Rồi, tôi nhắc lại bài học buổi tối ngày hôm nay có tựa đề là tác dụng của lời Chúa trên sức khỏe của con người. Ok ha. Và anh chị em biết đó, tôi và bạn chị em biết được Chúa qua lời của Chúa, phải không ạ? Và Đức Chúa Trời rõ ràng Ngài chăm sóc con cái của Ngài qua lời của Ngài. Lời của Chúa chứa đựng một quyền năng diệu kỳ, chứa đựng một cái thẩm quyền rất là cao diệu, và không có một thứ gì có thể cao hơn lời của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên Chúa còn nói Ngài đặt lời của Chúa còn cao hơn cả danh thinh của Chúa. Cho nên anh chị em, buổi tối hôm nay tôi và bạn chị em sẽ bắt đầu lướt qua một vài cái vấn đề liên quan, cái mối tương quan giữa sức khỏe con người và lời của Đức Chúa Trời như thế nào. Mục đích của bài học buổi tối hôm nay là để cho chúng ta có thể nhờ lời của Đức Chúa Trời mà duy trì một đời sống khỏe mạnh hoàn toàn, một đời sống làm chủ về sức khỏe của chúng ta, một đời sống mà chúng ta không để cho bệnh tật nó cai trị, mà ngược lại bởi lời của Đức Chúa Trời chúng ta thống trị bệnh tật. Chúng ta có thể nhờ lời của Chúa để duy trì một đời sống không tật bệnh. Và anh chị em biết không, một cái đời sống đó đem lại cho chúng ta rất nhiều niềm vui, sự bình an và kết quả lâu dài. Cho nên điều đầu tiên đó, anh chị em và tôi phải hiểu rằng lời của Đức Chúa Trời là một thân vị. Lời Đức Chúa Trời là một ngôi vị, một ngôi vị. Và trong dân chương 1 nói sao ạ? Lời Đức Chúa Trời
Ban đầu có lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và câu thứ 14 thì nói rằng ngôi lời trở thành xác thịt ngự giữa chúng ta đầy ơn và lệ thật. Cho nên lời của Đức Chúa Trời không đơn giản hiểu là nó là mấy cái chữ viết trên tờ giấy, không phải đâu. Nó là một ngôi vị, nó là một thân vị có sự sống. Chúa Giêsu phán trong Dân chương 6 câu 63: ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Anh chị em thấy không ạ? Đều là thần linh và sự sống. Như vậy chúng ta thấy lời Chúa Giêsu chứa đựng sự sống, nó là sự sống. Lời Đức Chúa Trời chứa đựng cái bản chất của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời xuất phát từ chính Đức Chúa Trời, do đó nó mang theo cái bản chất của Đức Chúa Trời, mang trong mình sức mạnh và khả năng của Thiên Chúa. Do đó lời Đức Chúa Trời có thể vượt qua mọi hoàn cảnh và trở ngại. Dĩ nhiên là trong đó có cả bệnh tật nữa, không ạ? Và lời Đức Chúa Trời nó mang cái khả năng là nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống và cái cơ thể của chúng ta, ảnh hưởng với bất cứ thứ gì mà có liên quan đến đời sống của chúng ta. Lời Đức Chúa Trời có một cái điều rất là diệu kỳ đó anh chị. Cho nên trong Dân nhất chương 5 câu 4 chép là như thế này: vì bất kỳ điều gì sinh ra bởi Đức Chúa Trời đều thắng hơn thế gian. Và đây là chiến thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Đúng không ạ? Ấy là đức tin. Và Kinh Thánh chép ở đây đó là bất cứ điều gì, không phải con người, không phải nói về một cái cá thể nữa, mà Kinh Thánh nói là bất cứ điều gì ra từ Đức Chúa Trời thì đều thắng hơn thế gian. Và tôi và bạn cho em thử suy nghĩ đi, sống giữa thế gian này mà mình muốn thắng hơn thế gian thì mình phải làm gì nè? Mình muốn thắng hơn thế gian thì mình phải thắng hơn cái thần của đời này, mình thắng hơn Satan và các quỷ sứ, không ạ? Chú quỷ, quỷ Satan đang cai trị thế gian, nó đang thống trị cả thế giới này, và Kinh Thánh chép rằng cả thế gian phục dưới quyền của nó. Như vậy tôi và bạn cho em muốn thắng hơn thế gian là phải thắng hơn Satan, thắng hơn bất cứ thứ gì mà ra từ Satan, đúng không ạ? Cho nên ở đây câu Kinh Thánh vừa rồi đó anh chị em thấy nó rất an ủi chúng ta. Bất cứ điều gì ra từ Đức Chúa Trời thì sẽ thắng hơn thế gian, đúng không ạ? Cho nên chỉ một từ hoặc một tuyên bố nào đó của Đức Chúa Trời thôi mà thì cũng đều thắng hơn ma quỷ. Cho nên anh chị em và tôi có thể lấy một lời từ Kinh Thánh được thần của Chúa cảm động và nói ra, chỉ một câu thôi, một từ thôi cũng khiến cho ma quỷ tê liệt, run rẩy, sợ hãi và la hét. Vì bất cứ thứ gì, một chút thôi ra từ Đức Chúa Trời đều thắng hơn kẻ ác. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải học lời Đức Chúa Trời cho chính mình. Nếu ông bà anh chị em muốn duy trì một đời sống đắc thắng nói chung và trong lĩnh vực sức khỏe nói riêng, thì tôi và bà anh chị em phải học lời của Đức Chúa Trời cho chính mình. Sau đó khi mình đã học lời Chúa rồi thì mình mới có thể quyết định những gì thuộc về mình, và mình cũng có thể từ chối những gì không dành cho chúng ta. Chúng ta quyết định sức khỏe cho mình, quyết định sự thịnh vượng cho mình, quyết định sự bình an, vui khỏe, vẻ, hạnh phúc, sung mãn, thành công, đầy ơn cho mình. Và chúng ta từ chối bệnh tật, từ chối ma quỷ, từ chối tất cả những thứ mà anh chị em không thích. Nếu như tôi và bạn chị em không có lời Đức Chúa Trời ở bên trong, tức là chúng ta không có hạt giống, không có cái sức mạnh để thắng hơn thế gian, thì tôi và bạn chị em không thể nào từ chối bệnh tật, không thể nào từ chối nghèo đói, không thể nào từ chối ác mộng ma quỷ, không thể nào từ chối bất cứ thứ gì mà ma quỷ nó đem đến. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Vì mình không có cái yếu tố để thắng hơn thì mình không từ chối được. Đó là lý do nhiều ông bà anh chị em chúng ta mặc dù tin Chúa nhưng chúng ta không có quyền từ chối ma quỷ, chúng ta không có quyền từ chối bệnh tật. Nó đến và chúng ta bất lực, chúng ta giơ tay đầu hàng và chúng ta đành phải để cho nó thống trị đời sống của mình. Anh chị em ơi, không phải như vậy đâu. Đức Chúa Trời đã trang bị cho chúng ta lời. Lời là thứ mà tôi và bạn cho em ai cũng có thể sở hữu được, không ạ? Và những gì ra từ, sinh ra từ Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Hãy nhớ điều đó với chúng ta.
À, và một điều quan trọng mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái lời này nó không phải là lời ở trên trang giấy. À, không phải đâu. Có nhiều người mặc dù tin Chúa nhưng mà rất là mê tín, bảo là nếu mình để một quyển kinh thánh ở đầu giường thì chắc là ma quỷ nó sợ. Ôi, mình mà để một quyển kinh thánh tại chỗ làm việc thì chắc là công ty mình làm ăn phát đạt. Nếu mình để một quyển kinh thánh tại cái bàn họp của mình thì chắc là mình sẽ thi đỗ. Nó không phải, vấn đề nó không phải mê tín gì đó. Vấn đề là như này, tôi muốn nói anh chị em nè, lời của Chúa sẽ không có tác dụng cho đến khi nó được mọc ở trong lòng của mọi người. Giống như anh chị em nói vậy cho nên dễ hiểu. Nếu anh chị em có một ký ngô, ký thóc hay là ký lúa ở trong nhà, hay ký đậu đen, đậu xanh trong nhà, anh em để miết vậy nó vẫn vậy, cả năm nó vẫn vậy, nó cũng chẳng sinh lợi gì cho anh chị em cả, phải không? Cho đến khi anh chị em đem rải ra cánh đồng của mình và nó mọc lên, đúng không? Nó mọc lên những cây ngô mới, những cây hạt đậu mới, những cây cánh đồng lúa mới. Anh em nhìn nông dân là biết, họ mua hạt giống về nhà, hạt giống nó không làm lợi cho họ, cho đến khi họ rải ra cánh đồng. Anh em hiểu ý không ạ? Như vậy thì lời của Đức Chúa Trời sẽ không có ích lợi gì cho anh em cho đến khi nó mọc ở trong lòng của mình, nó kết quả ở trong lòng của mình. Anh em hiểu không ạ? Anh em có kinh thánh hay dở ra cùng tôi trong Mác chương 4 câu 26 đến câu 29. Mác chương 4 câu 26 đến câu 29. Tôi đọc anh chị em nghe. Ngài lại phán rằng nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất. Người ngủ hay dậy đêm và ngày giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào, vì đất tự sanh hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến là bông, đoạn bông kết thành hột, khi hột đã chín người ta liền tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã đến. Không ạ? Trong cái câu chuyện ngắn gọn này, Chúa đang muốn diễn tả cái cơ chế vận hành của vương quốc Đức Chúa Trời qua lời của Chúa. Anh em biết rồi đó, hạt giống chính là lời của Chúa, phải không ạ? Lời của Đức Chúa Trời, Chúa ví như hạt giống. Và anh em thấy trong câu chuyện vừa rồi đó, ban đầu khởi sự là gì? Vãi hạt giống xuống đất, và cuối cùng là gì? Mùa gặt đã đến. Có nghĩa là kết quả. Như vậy ở đây chúng ta thấy là trách nhiệm của người nông dân là gì anh em? Là đem hạt ra gieo. Trách nhiệm của tôi và bạn anh em là gì? Hãy gieo lời của Đức Chúa Trời. Đừng để lời của Đức Chúa Trời ở trên kệ sách của anh chị em. Đừng để lời Đức Chúa Trời ở trên đầu giường của anh chị em. Đừng để lời Đức Chúa Trời trong điện thoại của anh chị. Anh chị muốn có vụ mùa không? Muốn có một sự gặt hái trên đời sống mình không? Muốn gặt hái được sức khỏe không? Muốn gặt hái được tài chánh không? Muốn gặt hái được bình an, vui mừng, thịnh vượng? Muốn gặt hái được bất cứ điều gì mà lời Đức Chúa Trời hứa không? Hãy gieo vào lòng mình lời của Chúa. Như vậy ở đây chúng ta thấy là khi một người nông dân gieo hạt thì cái việc cái hạt nó mọc nó lớn như thế nào là người nông dân không có can thiệp được, không ạ? Người nông dân không cần can thiệp. Đất là cái môi trường mà Đức Chúa Trời tạo ra, sinh ra và phù hợp để mọi loại hạt giống mọc lên. Cũng cái đất đó anh em đem hạt mướp đến gieo nó cũng mọc. Đất đó anh đem hạt thóc gieo nó cũng mọc. Đất đó đem hạt đậu đen, đậu xanh gieo nó cũng mọc. Nói chung cứ rải xuống đất là nó mọc. Cho nên tôi có thể nói vậy cho anh em dễ hiểu nha. Rất là dễ hiểu. Tấm lòng của người mình, tấm lòng của tôi và bạn cho em là đất, giống như đất vậy đó. Nó là một cái loại mà Đức Chúa Trời tạo ra để cho hạt giống là lời Đức Chúa Trời mọc lên. Anh em hiểu không ạ? Hạt giống lời Đức Chúa Trời cần phải gieo vào đất. Đất đó là tấm lòng. Anh chị em không thể gieo lời Đức Chúa Trời trên kệ sách. Anh em không thể gieo lời Đức Chúa Trời trong cái iPad anh chị em. Anh chị em cũng không thể gieo lời Đức Chúa Trời trên cái giá sách hay đầu giường của anh chị em. Anh chị em không thể gieo lời Đức Chúa Trời ở trên mạng internet không. Lời Đức Chúa Trời phải gieo vào tấm lòng. Tấm lòng chính là đất. Chúa tạo ra như vậy. Và khi nó vào trong tấm lòng thì nó mới bắt đầu nảy mầm và nó mọc được. Đây là cái chỗ mà rất là quan trọng. Rồi, một đặc điểm nữa tôi muốn cho anh chị em học qua câu chuyện này, đó là đất thì có một thứ thôi, đúng không ạ? Là tấm lòng mình đó. Nhưng mà hạt giống thì nó hàng ngàn thứ. Anh em thấy giống có lúa nè, có mắp bắp nè, rồi có đậu nè, các loại đậu nè, phải không ạ? Rồi gì nữa nè, các loại cây ăn quả nè. Tất cả các hạt giống nó khác nhau hết.
anh đem gieo cái gì nó mọc lên cái cây đó, anh đem gieo hạt đậu xanh nó sẽ mọc cây đậu xanh, đem gieo hạt ngô nó mọc đậu ngô. Thì lời Đức Chúa Trời nó là một tổng hợp của tất cả các loại hạt giống, trong đó có hạt giống về sức khỏe nè, hạt giống về sự thịnh vượng giàu có nè, hạt giống về sự bình an nè, hạt giống về ân tứ nè, hạt giống về sự chữa lành nè, hạt giống về làm phép lạ nè, hạt giống về tài chánh nè, hạt giống về gia đình nè, hạt giống về hôn nhân nè, hạt giống về sự vui vẻ nè, hạt giống về sự trường thọ nè, hạt giống về được ơn vào lĩnh vực này lĩnh vực kia nè, hạt giống để làm mục sư nè, hạt giống để làm truyền giáo nè, vân vân và vân vân. Anh chị em gieo cái gì nó sẽ mọc lên cái đó. Anh chị em không thể nào gieo hạt ngô mà nó mọc lên cái cây cà được, có đúng không ạ? Anh chị em muốn chữa lành phải không ạ? Tìm những hạt giống trong lời Đức Chúa Trời nói với sự chữa lành gieo vào tấm lòng của mình. Anh em hiểu ý không ạ? Anh em muốn chữa lành bệnh, gieo hạt giống của Esai 53, gieo hạt giống của Phi-rơ nhất chương 2 câu 24-25, gieo hạt giống về những câu chuyện chữa lành ở trong phúc âm của Chúa Giê-xu, không ạ? Gieo hạt giống về sự chữa lành ở trong Thi Thiên thứ 107 chẳng hạn, ví dụ thế. Đây là cái bí quyết ở trong vương quốc Đức Chúa Trời. Anh em gieo cái gì nó sẽ mọc cái đó. Nhưng mà hãy nhớ nè, hạt giống là lời Chúa, mà đất chính là tấm lòng của anh chị em. Anh chị em đừng có gieo chỗ khác. Anh chị em đem cái hạt mà anh em rải trên đường nó không có mọc đâu, phải rải xuống đất nó mới mọc. Anh chị em thấy mà. Cho nên tấm lòng của người là môi trường thích hợp để lời của Chúa được gieo. Và nếu anh chị em gieo lời Chúa vào lòng thì chắc chắn nó sẽ sinh ra kết quả. Chắc chắn nó sẽ sinh ra kết quả. Cho nên là cái chỗ này anh chị em cần phải nói ha. Khi mà lời của Chúa nói về sự chữa lành thì nó tạo ra sự chữa lành. Khi lời Chúa nói về cái sự thịnh vượng, nó tạo ra sự thịnh vượng. Khi lời Chúa nói về bình an, anh chị em gieo vào lòng, nó tạo ra sự bình an. Đó là nguyên tắc. Đó là nguyên tắc. Cho nên cái cách của lời Đức Chúa Trời hoạt động trong lòng của chúng ta đó, anh chị em phải nắm lấy cái chỗ đó ha. Anh chị em không cần phải làm bất cứ điều gì khác hết đó. Chỉ có điều là anh chị em cần phải nghe và tin gieo nó vào lòng mình thôi, chứ anh chị em không có làm giống như anh chị em đi rải hạt xuống đất đó. Anh chị em cũng không phải dùng công nghệ máy móc gì để khiến cho nó mọc lên, tự nó sẽ mọc, tự nó sẽ mọc. Vấn đề của chúng ta là gì? Tiếp tục nghe, tiếp nhận vào lòng, sống theo, giữ gì nữa đó, trân trọng nó đó, thì nó sẽ ra và kết quả. Anh em có Kinh Thánh ông dở giùm tôi, Châm Ngôn chương 4 câu 20-22. Tôi đọc anh chị em nghe. Đây là lời Đức Chúa Trời khuyên tôi và bà anh chị em. Anh chị em hãy coi nó như là Đức Chúa Trời đang nói trực diện cho chính mình. Lời Chúa nói như này: hỡi con, hãy chú ý đến lời ta, hãy lắng nghe lời ta nói, chớ để những lời ấy xa khỏi mắt con, hãy để trong lòng con, vì những lời ấy là sự sống cho kẻ nào tìm được và sức khỏe cho tất cả thân thể của họ. Anh chị em thấy chưa? Cho nên Chúa nói trực diện với chúng ta mà. Chúa nói hỡi con, hãy chú ý đến lời ta, hãy lắng nghe lời ta nói, đừng để xa khỏi mặt con. Tại sao lời Chúa mà đừng để xa khỏi mặt? Nghĩa là anh chị em phải tập trung vào nó, nhìn vào nó, gieo nó vào lòng, đừng để nó rời, đừng để mắt mình nhìn những sự hư không, đừng để mắt mình nhìn những sự gian ác, đừng để mắt mình nhìn vào những cái tờ báo, những cái bài viết bậy bạ. Hãy để mắt mình vào lời của Đức Chúa Trời và cố gắng mỗi ngày anh chị em gieo hạt, mỗi ngày gieo hạt vào lòng. Mỗi ngày anh chị em cứ gieo hạt vào lòng. Anh chị em thấy người nông dân không? Cái người nông dân nào mà lười á, chả chịu gieo hạt á, đến mùa không bao giờ có một cái vụ mùa nào ra thể thống gì cả. Nhưng mà người nông dân chăm chỉ cày xới mảnh đất của mình, gieo hạt, tưới tắm tất cả mọi thứ, thì sẽ có kết quả. Gieo cái gì nó sẽ mọc lên cái đó, và chúng ta sẽ có cái để mà sử dụng. Anh chị em thấy không? Cho nên tôi khích lệ tất cả các bạn trên buổi tối hôm nay, hãy hiểu nguyên tắc của vương quốc Đức Chúa Trời ở trong lòng anh chị em. Vương quốc Đức Chúa Trời nó như một người nông dân vải giống. Nếu chúng ta không chịu khó vải giống, nếu chúng ta không chịu khó rải những hạt giống khác nhau vào tấm lòng của mình, thì chắc chắn sẽ không có một kết quả gì đâu. Trong khuôn khổ bài học hôm nay, nếu anh chị em muốn có một đời sống sức khỏe, một đời sống khỏe mạnh, hãy chăm chỉ gieo hạt giống sức khỏe vào lòng mình. Hãy đọc đi đọc lại Thi Thiên 23, hãy đọc đi đọc lại những lời hứa của Chúa trong sách Ê-díp-tô ký: ta là Giê-hô-va Ra-pha, đấng chữa bệnh cho các người. Hãy đọc đi đọc lại những cái Thi Thiên, những cái Châm Ngôn, những cái lời đem lại sự chữa lành cho mình, đúng không? Gieo nó vào lòng, tin
tiếp nhận và luôn luôn nói ra miệng rằng cảm ơn Ngài vì lời Ngài chữa lành con, cảm ơn Ngài vì Ngài đã gánh bệnh tật của con, cảm ơn Ngài vì lần rưỡi của Ngài chịu mà bệnh con đã được lành, cảm ơn Ngài bây giờ con có thể sống hơn lên trên bệnh tật của con có thể có một sức khỏe siêu nhiên và không bệnh tật nào khiến cho con phải khiếp sợ. Anh chị em cứ nói, cứ gieo, cứ tin, và anh chị em à, một ngày nào đó những hạt giống đó nó mọc lên. Anh chị em phải kiên nhẫn, gieo hạt giống phải kiên nhẫn, phải không ạ? Đó là cách mà cái lối sống của chúng ta, cái lối sống đắc thắng của chúng ta nó được duy trì và thể hiện. Đó là cái chỗ ha. Cho nên ở trong cái câu Kinh Thánh mà anh chị em vừa đọc đó, ở đây Đức Chúa Trời đang nói là để cho chúng ta có một cái khao khát và một cái động lực mạnh mẽ đối với cái chuyện mà chúng ta tiếp nhận lời của Ngài. Chúng ta phải luôn luôn bày tỏ cái tấm lòng trân trọng, đam mê, kính mến của chúng ta đối với lời của Ngài, phải không ạ? Khi mà anh em làm như vậy đó, thì lời của Đức Chúa Trời bắt đầu tác dụng, có ảnh hưởng đến cái tình trạng sức khỏe của anh chị em, và nó mang lại một cái sự khỏe mạnh toàn thân. Cái câu cuối đó là sức khỏe cho tất cả xác thịt của họ. Cái câu này dịch diễn ý ra nó có nghĩa là vậy, tức là lời của Đức Chúa Trời là sức khỏe cho toàn thân thể của chúng ta, nó là thuốc mà. Thậm chí một số từ diễn giải ở đây nó là thuốc, lời Đức Chúa Trời là thuốc cho thân thể của chúng ta. Anh em thấy không ạ? Rất là cần thiết nha anh chị em. Và bây giờ chúng ta đi đến một cái chỗ nó rất là diệu kỳ, đó là trong Thi Thiên 107. Anh chị em mở Thi Thiên 107, tôi đọc cho anh chị em từ câu 17 đến câu 20. Chép như thế này: kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự vi phạm và sự gian ác của mình, lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn, họ đến gần cửa sự chết. Bây giờ trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, Ngài ra lệnh chữa lành họ, rút họ ra khỏi cái huyệt. Em thấy không ạ? Câu 17, câu 18 nói là kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự vi phạm và gian ác của mình, lòng chúng nó gớm ghê các đồ ăn, họ đến gần cửa sự chết. Những ai đau yếu bệnh tật á, nó giống giống mấy câu này nè. Anh em bị bệnh thì không muốn ăn uống gì cả, đúng không ạ? Nằm đó kêu la, miệng thì đắng ngắt, không thèm, không muốn, không ăn được luôn á. Đó là cái con người bệnh tật. Và khi mà đau bệnh như vậy thì con người mới kêu cầu Đức Chúa Trời, la lên với Đức Chúa Trời. Giống như anh chị em buổi tối hôm nay có rất là nhiều người đang đau yếu, cũng có vài người gửi mail nhắn tin cho tôi về những cái tình trạng bệnh tật, nhất là ung thư rồi những cái căn bệnh nan y khổ lắm. Tôi rất là đồng cảm với những cái đau đớn mà anh chị em phải chịu, khiến cho chúng ta không còn hứng thú với cuộc sống. Con người sinh ra để được ăn ngủ rồi sinh hoạt rồi bình thường, nhưng mà khi bệnh tật nó đến, nó cướp luôn những cái điều mà chúng ta thường phải có mỗi ngày. Ăn không được, ngủ không được, vui vẻ cũng không được, bình an cũng không được. Và câu 19 chép gì anh chị em? Bây giờ trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn vậy giải cứu họ. Anh em hãy nắm lấy lời đó, anh em hãy kêu cầu trong cơn gian truân, phải kêu cầu thì Chúa giải cứu. Và câu 20 nè, Ngài ra lệnh chữa lành họ, rút họ khỏi cái huyệt. Đây là cách mà Đức Chúa Trời chữa lành dân sự của Ngài. Ở trong một cái bản dịch khác thì Ngài gửi lời của họ, gửi lời của Ngài để chữa lành họ và rút họ khỏi cái huyệt. Nghĩa là khi mà họ kêu cầu, khi anh em bệnh tật kêu cầu, thì Đức Chúa Trời làm gì ạ? Đức Chúa Trời sai lời của Ngài ra, khai phóng lời của Ngài ra và chữa lành anh chị em. Anh chị thấy ha? Cho nên Đức Chúa Trời chữa lành bệnh cho con người bằng cái gì? Bằng lời của Ngài. Bằng lời của Ngài, Ngài sai lời Ngài đến chữa cho họ. Và anh em biết, đây là cách mà Đức Chúa Trời kéo con người ra khỏi cái tình trạng bi đát của họ. Kinh Thánh không có nói chỗ này là Ngài giơ tay ra chữa lành nha anh chị em. Nhiều người là không hiểu là cứ cầu nguyện, Chúa ơi giơ cánh tay của Ngài chạm vào con để chữa lành con. Nhưng mà thật ra khi mình nói câu đó mình không có hiểu. Thật ra anh chị em biết không, cánh tay của Đức Chúa Trời là gì? Cánh tay dang rộng của Chúa là gì? Đó là lời của Chúa. Nên anh chị em nhìn thấy cái cách mà Đức Chúa Trời chữa lành con người luôn luôn là qua lời. Qua lời từ miệng của Ngài. Ngài nói một lời là Ngài ban lời Ngài cho chúng ta, để cho chúng ta cũng có lời đó và chúng ta có sức khỏe. Bằng lời của Chúa, Ngài phán cho người liệt như thế nào anh chị? Hãy đứng dậy vác giường trọng ngươi mà về.
lập tức vác giường chồng về liền. Anh chị thấy trong Ma-thi-ơ chương 9 câu 6 không? Ngài nói với cô gái trẻ 12 tuổi mà vừa chết đó, Ngài nói sao? Talitha kumi, nghĩa là cô gái trẻ ơi, con gái trẻ ơi, hãy trỗi dậy đi. Mát chương 5 câu 41. Và lập tức là nó trỗi dậy và nó ăn. Anh em đọc toàn bộ các phúc âm, anh em sẽ thấy Chúa Giêsu luôn chữa lành bằng lời của Chúa. Ngài rờ tay, Ngài chạm người ta rồi Ngài phải nói. Ngài nói rằng hãy lành đi, hãy lành đi, hãy lành bệnh đi. Ngài nói với Lazaro chết 4 ngày rồi, nói ra đi. Và ông Lazaro ra. Ngài nói với cái vua viên đại đội của La Mã đó, và cái người mà Chúa khen là có đức tin lớn đó, ông nói sao? Ông nói là Chúa ơi, con không xứng đáng rước Chúa vào nhà đâu. Ngài chỉ đứng đây, Ngài nói một lời thôi thì đầy tớ tôi nó lành. Và đúng thiệt, Chúa nói một lời là đầy tớ Chúa lành. Đúng không ạ? Cho nên anh em đọc tất cả phúc âm cho anh thấy lời của Đức Chúa Trời có một cái quyền năng lạ lùng, và nó bao trùm đến tất cả mọi lĩnh vực của con người, kể cả lĩnh vực sức khỏe, anh chị em thấy, kể cả lĩnh vực sức khỏe, rồi những lĩnh vực khác như tài chánh chẳng hạn, chúng ta cũng cần lời của Chúa. Anh em nhớ câu chuyện mà cái sự đánh cá lạ lùng ở trong Luca chương 5 câu 5 không? Ông Phi-rơ và các đồng bạn là đánh cá đêm không được gì cả, nhưng mà đến sáng thì Chúa nói là bây giờ đi chèo ra thả lưới bên phải thuyền đấy. Thì ngay cả Phi-rơ lúc đó chưa tin Chúa nha anh chị em, nhưng mà ông cũng nhận biết được quyền năng trong lời của Chúa. Cho nên ông nói là chúng tôi đánh cả đêm không được gì, nhưng mà thôi nghe theo lời của thầy thì chúng tôi sẽ thả lưới. Và khi ông thả thì sao ạ? Đầy ấp cả hai thuyền luôn, lưới gần đứt luôn. Nhưng trong lời của Đức Chúa Trời có quyền năng, khi Ngài nói, Ngài gửi lời của Ngài thì chắc chắn phép lạ gặp thiệt. Đã. Chắc chắn phép lạ gặp thiệt. Và chính trong lời của Chúa có sức khỏe. Lời của Chúa chính là thuốc cho toàn thân của chúng ta. Cho nên khi mà anh chị em càng dầm thấm mình trong lời của Chúa đó, càng có nhiều lời Chúa trong tấm lòng của mình về lĩnh vực sức khỏe đó, anh chị em càng ít cần phải được cầu nguyện chữa lành. Thiệt, nói thiệt, đó là sự thật. Ít lắm. Ít có khi nào mà anh chị em kêu gào Chúa ơi chữa lành con. Bởi vì bản thân lời Đức Chúa Trời là sức khỏe rồi. Bản thân lời Đức Chúa Trời là sức khỏe cho toàn thân rồi. Cho nên khi chúng ta có lời Chúa trong lòng thì hầu như cả năm không phải cầu nguyện nhiều trong cái vấn đề chữa lành bệnh. Tự động cơ thể mình nó khỏe thôi. Vậy đó. Cho nên tôi nói anh chị em, anh chị em muốn khỏe mạnh, anh chị em muốn bình an, anh chị em muốn có một đời sống mà thống trị bệnh tật, muốn có một đời sống phải nói là viên mãn trong sức khỏe của mình, hãy đầu tư để gieo lời Đức Chúa Trời vào lòng của mình. Và chính lời đó là thuốc, là sức khỏe cho toàn thân của ông và anh chị em. Chị em thấy không ạ? Cho nên nó rất là diệu kỳ. Nó rất là diệu kỳ. Đó. Và anh chị em biết đó, lời của Đức Chúa Trời có tác động trên đời sống của chúng ta, trong lòng chúng ta là vì đâu? Là vì đâu mà nó có tác động nè? Khi nó ở trong lòng chúng ta, tại sao nó có tác động? Là bởi vì khi nó ở trong lòng thì nó sinh ra đức tin. Đó anh chị em, chị mới hiểu nguyên tắc. Khi nó ở trong lòng nó sinh ra đức tin. Anh chị em tin Chúa chữa lành, anh chị em tin Chúa cho anh chị em thịnh vượng, anh chị em tin Chúa cho anh em bình an, anh chị em tin Chúa cho anh em sự sống đời đời. Chính cái đức tin đó đến bởi lời Đức Chúa Trời đã, nó khiến cho đời sống chúng ta bước đi trong năng quyền, trong sức khỏe siêu nhiên, trong sự thịnh vượng siêu nhiên, trong cái niềm vui siêu nhiên, sự bình an siêu nhiên. Cô-rinh-tô 2 chương 5 câu 7 chép là vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Đây là một lời tuyên bố về chúng ta, về cái bản chất con người mới của chúng ta. Anh chị em ơi, chúng ta không phải nỗ lực để tin. Tin là bản chất của chúng ta. Chúng ta gọi là những người tin Chúa các bạn. Chúng ta là những tín hữu các bạn. Chúng ta là những cơ đốc nhân, nghĩa là những người có đức tin các bạn. Cho nên là chúng ta không có cố gắng để tin, mà tin là bản chất của mình. Anh chị em nói mình là một người tin Chúa mà lại không có đức tin, đó là mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn. Chúng ta không nỗ lực để cố gắng tôi tin không. Chúng ta không nói như cái người cha của cái đứa trẻ bị bại, nói là ôi Chúa con tin nhưng giúp cho sự con không tin. Không có. Chúng ta là những người tin. Chúng ta bước đi bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. Chúng ta không sống trong phạm trù tâm hồn cảm xúc. Chúng ta đang sống trong cái phạm trù, cái cõi tin vào lời của Đức Chúa Trời.
Và như Kinh Thánh chép trong Roma chương 10 câu 17 chép: vậy thì đức tin đến bởi sự nghe, và sự nghe là bởi lời Đấng Christ được rao giảng. Anh chị em thấy ha, câu này nó quá quen thuộc. Cho nên tôi nhắc lại cái nguyên lý là gì? Khi anh chị em càng gieo lời Chúa vào lòng, miệt mài gieo, thì đức tin nó xuất hiện. Lòng anh chị em bắt đầu tin, lòng anh chị em bắt đầu tin những lời hứa của Đức Chúa Trời, lòng anh chị em bắt đầu tin những điều mà Đức Chúa Trời nói. Lòng anh chị em bắt đầu tin rồi thì anh chị em hành động theo. Anh chị em hành động theo, nói theo, nghĩ theo, và nó sinh ra kết quả trong đời sống mình. Anh chị em tin cái gì thì nó đem lại cho anh chị em cái đó trong đời sống thật. Anh chị em tin mình khỏe mạnh thì mình sẽ khỏe mạnh. Anh chị em tin mình được chữa lành, mình được chữa lành. Anh chị em tin mình thịnh vượng, mình được thịnh vượng. Anh chị em tin mình bình an, mình được bình an. Nguyên tắc của chúng ta là chúng ta bước đi bởi đức tin. Và đức tin đó nó đến từ đâu? Từ lời của Đức Chúa Trời. Và ngược lại, tôi đặt câu hỏi là nếu anh chị em không miệt mài, không bền bỉ để gieo lời Chúa thì đức tin ở đâu ra? Có một số người cả năm không đọc lấy một câu Kinh Thánh, không dỡ quyển Kinh Thánh mình ra, nhưng mà hỏi tin Chúa không? Tôi tin tin đó chỉ là ảo giác thôi, nó không có một cái giá trị gì cả. Vì sao? Vì đức tin á, nó không phải là cảm xúc của chúng ta. Đức tin nó không phải là cái thứ mà tôi và bạn cho em có thể cảm giác được nha. Đức tin nó không phải là cái thứ đó. Đức tin tâm linh của người. Đức tin là một cái điều gì đó phải được gây dựng, được đầu tư, được kiến tạo bởi lời của Đức Chúa Trời. Bởi lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải là bên cảm xúc, cảm giác. Và Kinh Thánh chép rất rõ, và anh chị biết rồi đó, không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Chúa. Đức tin trong lòng anh em tạo ra phép lạ cho anh em. Đức tin trong lòng anh em chữa lành anh em. Đức tin trong lòng anh em sẽ khiến cho anh em thịnh vượng, bình an. Đức tin trong lòng anh em khiến cho mọi ước ao mà anh em muốn đó được thành sự thật. Không có đức tin thì thua. Anh em nhớ Chúa Giêsu khi chữa lành cho người mù, chữa lành cho người bại, chữa lành cho người liệt, chữa lành cho người phun, chữa lành cho đàn bà mất huyết, chữa lành cho nhiều người, Chúa luôn nói sao? Đừng sợ, đức tin con đã chữa lành cho con, hãy đi bình an. Đó anh chị em ha. Cho nên rất là quan trọng. Anh em nhớ câu chuyện là ông Phaolô, ông giảng tại thành phố tên là Đít-trơ, có một người bị liệt từ lúc sinh cha sinh mẹ đẻ, bị què chân ông, trong Công Vụ chương 14 đó, câu 7 đến câu 10 anh chị em đọc thấy không? Khi mà ông giảng thì cái người què đó, người liệt đó chăm chú nghe Phaolô giảng. Và Kinh Thánh chép là gì ạ? Kinh Thánh chép là ông nhìn xem và thấy đức tin của người này có thể chữa lành được. Cho nên ông kêu là hãy đứng thẳng dậy, và người đứng thẳng dậy và nhảy một cái đi luôn. Ông này lạ chưa? Từ nhỏ đến lớn cha sinh mẹ đẻ ra chưa biết đi là gì, chưa biết thế nào là đi, chưa biết thế nào là chạy, không ạ? Nhưng mà khi nghe Phaolô giảng thì ông chăm chú ông nghe, và Phaolô nhìn vào mắt ông và thấy ông có đức tin để chữa lành được. Có đức tin để chữa lành được thì Phaolô mới nói là đứng dậy mà đi, thì ông đứng dậy ông đi. Anh em thấy lạ không? Chỗ này là một cái bài học mà tôi muốn phân tích sâu để cho anh em hiểu nguyên tắc của sự chữa lành, cũng như nguyên tắc của vấn đề về sức khỏe. Thật ra đó, cái sức khỏe siêu nhiên của Đức Chúa Trời Ngài đặt trong lòng của mọi người qua lời của Chúa. Bây giờ điều gì xảy ra nếu như cái ông què này ông không có đức tin để được chữa lành? Thì chắc chắn ông Phaolô ông sẽ không nói là người hãy đứng lên và chạy đi. Nhiều người ngày hôm nay đến cầu nguyện để chữa lành, cầu nguyện mãi chả thấy lành gì, đúng không? Bởi vì anh chưa sẵn sàng, chưa có đức tin để đón nhận sự chữa lành. Nhưng tại sao cũng có vô số người được lành? Bởi vì họ có đức tin để chữa lành. Đơn giản thế thôi. Quyền năng của Chúa thì luôn luôn sẵn sàng. Quyền năng của Chúa luôn luôn sẵn sàng để chữa lành. Vấn đề là anh tiếp nhận. Vấn đề là anh nhận như thế nào. Muốn nhận phải có gì? Đức tin. Anh hãy đầu tư trong lòng mình, gieo hạt giống lời Chúa vào lòng mình để nó sản sinh đức tin. Và anh chị em thấy đó, người đó đã đứng lên và nhảy và đi được. Vì sao? Vì ông có đức tin. Vậy thì có thể anh chị em tưởng tượng ông Phaolô ông giảng gì lúc đó mà ông kia chăm chú nghe vậy? Có thể Phaolô đang giảng về Ê-sai chương 53. Phaolô giảng là tôi muốn nói cho các bạn biết có một đấng được sức dầu đã đến thế gian. Đấng ấy có tên là Giê-xu người Nazareth. Người ta đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá, rồi sau 3 ngày Ngài đã sống lại. Và cái này là người ta tưởng đâu rằng là Đức Chúa Trời đã đánh và đập Ngài. Nhưng mà không phải, đây là vì tội lỗi chúng ta mà Ngài bị vết, vì thương tật của chúng ta mà Ngài phải bị
hành hạ, vì lần bệnh tật chúng ta mà Ngài phải chịu lần rồi, bởi lần đầu Ngài mà chúng ta đã được lành bệnh, vân vân và vân vân. Phaolô đang có thể ông đang giảng trong tiên tri Ê-sai 53 và cái ông què này ông ngồi ông nghe ông nói ô đúng rồi, bệnh lệ của tôi đã được Chúa gánh lấy rồi, bởi lần roi của Ngài, bởi thập tự giá Ngài chịu, bệnh tôi đã hết rồi. Ông nghe ông chăm chú như thế, và khi Phaolô cảm nhận trong tâm linh rằng ông này tin, ông nói một lời cái lòng này khỏe mạnh và nhảy đi luôn. Anh em hiểu ý nguyên tắc không ạ? Cho nên Chúa luôn chữa lành bởi đức tin, Chúa luôn chữa lành qua lời của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời phải được giảng ra. Đó là lý do tại sao chúng ta không phải là những người đi chữa bệnh, mà chúng ta là những người đi giảng lời của Chúa. Tại sao những buổi live stream như thế này, tại sao trước những buổi mà chúng tôi học dâm hay là trên hội thánh, luôn luôn phải có lời của Đức Chúa Trời đi trước rồi mới cầu nguyện chữa lành? Tại sao? Bởi vì nếu không có đức tin, không có phép lạ nào xảy ra cả. Phải có lời của Chúa thì phép lạ mới xảy ra. Phải có lời của Chúa, có đức tin vào lời của Chúa thì bệnh tật mới được chữa lành. Nguyên tắc hành em ha. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy một điểm nữa là Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã phú cho mỗi người một lượng đức tin. Anh chị em đọc trong Roma chương 12 câu số 3 sẽ thấy. Ông Phaolô nói này, tôi lấy lòng thương xót mà khuyên anh em đừng có tư tưởng cao vọ quá lễ, nhưng hãy có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Cho nên ông bà anh chị em ơi, đừng có nói rằng bà anh chị em không có đức tin nha. Nếu bà anh chị em đã tin Chúa thì anh chị em có một lượng đức tin, một lượng đức tin ban đầu ở bên trong lòng. Để làm gì ạ? Để cho chúng ta tập tành bước theo. Và Kinh Thánh chép rằng đức tin sẽ dẫn đến đức tin, đức tin sẽ dẫn đến đức tin, vinh hiển dẫn đến vinh hiển. Ông bà anh chị em sẽ được nhân lên, nhân lên, nhân lên mỗi ngày tùy theo cái sự cần cù gieo hạt giống của ông bà anh chị em vào tấm lòng của mình, nó sẽ được nhân lên. Cho nên đức tin là gì đó anh chị em? Nói một cách dễ hiểu, đức tin là phản ứng của tâm linh con người đối với lời của Chúa. Lời của Chúa nói rằng bởi lần roi của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Khi anh chị em nghe câu này, anh chị em phản ứng như thế nào? Anh chị em nói ô con cảm ơn Chúa, hóa ra là Chúa đã gánh lấy bệnh của con bởi lần roi Ngài chịu rồi, con cảm ơn Ngài. Đây là phản ứng tích cực. Nhưng mà cũng có người khi nghe câu này nói cái này khó tin lắm, không thể chấp nhận được, tôi không chấp nhận điều này, làm gì mà cái chuyện bởi lần roi của Chúa mà bệnh tôi được lành. Thôi rồi, đừng có làm những cái chuyện mị dân như thế này. Ví dụ vậy thì đây là phản ứng tiêu cực. Cho nên đức tin là cái phản ứng tích cực của tâm linh con người, cái phản ứng chấp thuận, cái phản ứng gọi là đồng ý, cái phản ứng bằng lòng, cái phản ứng tin cậy của cái tâm linh con người đối với lời của Chúa. Đức tin không thể nào anh chị em hiểu được, rờ được bằng cái giác quan. Cái giác quan con người nó không có khái niệm gì về đức tin. Cho nên anh chị em đừng có hỏi người hàng xóm, cái người chưa có Chúa đức tin là như thế nào, họ không biết đâu, không có biết được, nó không có cái định nghĩa nào nó phù hợp với cái định nghĩa của Kinh Thánh cả. Cho nên nếu chúng ta sống bằng cảm giác, bằng giác quan, chúng ta không thể nào biết đức tin là gì. Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta một cái lượng đức tin, và về chúng ta nghiên cứu lời Chúa, mở lòng đón nhận thì đức tin chúng ta được gia tăng, củng cố lên, mạnh lên, không ạ? Đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với mỗi một chúng ta là cần phải hiểu lời Chúa một cách đúng đắn. Anh chị em mình phải học lời Chúa một cách đúng đắn, đừng hiểu sai, đừng được học sai, đừng nghĩ sai, đừng tin sai. Vì anh chị em được học sai, anh chị em tin sai, anh chị em nghĩ sai, anh chị em sống sai, và cuối cùng là kết quả là sai luôn. Rất là quan trọng chúng ta cần phải gì? Học đúng, tin đúng, nghĩ đúng, hành động đúng, và sinh ra một cái kết quả đúng. Đó là cái nguyên tắc anh chị em ha. Cho nên ở đây đó, cần phải có một cái giá trả cho cái sự hiểu biết về lời của Chúa, phải đầu tư một cách nghiêm túc. Vương quốc Đức Chúa Trời không phải là bằng mắt này, chúng ta không dùng bằng mắt này để hành động, mà bởi đức tin trong lời của Ngài. Rất là quan trọng, rất là quan trọng để chúng ta xây dựng nền tảng đời sống sức khỏe của mình ở trên lời của Chúa. Amen.
Tóm lại buổi tối ngày hôm nay đó, tôi muốn nói với anh chị em để kết thúc cái chủ đề về đời sống không bệnh tật. Tôi muốn hướng tấm lòng của tất cả anh chị em hiểu được cái nguyên lý vận hành của lời Đức Chúa Trời trên sức khỏe của mình. Chị em hãy đầu tư suy ngẫm về lời của Chúa về lĩnh vực sức khỏe. Giống như nãy tôi vừa post một cái status sao ạ? Đừng có để lối sống của mình dựa trên sự lo nghĩ. Chúng ta nghĩ lo nghĩ quá nhiều về những rắc rối, về những nan đề, về những cái bệnh tật, về những cái đau yếu, là chúng ta đang gieo hạt giống của Satan vào lòng mình mà mình không biết. Chúng ta gieo hạt giống đời này vào lòng mình mà mình không biết. Chúng ta gieo hạt giống bệnh tật, gieo hạt giống thiếu thốn, lo sợ, bất an, ác mộng mà mình không biết nó mọc lên. Đó là lối sống lo nghĩ của thế giới này. Chúng ta hãy bỏ lối sống đó đi. Lối sống đó khiến cho anh em sẽ gặt hái những áp lực, stress, không ạ? Rồi đau yếu, bệnh tật, buồn thảm, chán chường, không thiếu động lực để sống. Thay vào đó, anh chị em mình phải học lối sống suy ngẫm. Chúng ta mỗi ngày hãy suy ngẫm về Kinh Thánh, suy ngẫm về những điều diệu kỳ của Chúa, suy ngẫm về lời hứa của Chúa, đọc lớn tiếng ra và suy ngẫm về nó, nhận nó cho linh hồn của mình, và nó sẽ kết quả làm cho khiến cho anh em thịnh vượng. Amen ạ. Nên xin Chúa thương xót tất cả chúng ta. Kể từ ngày hôm nay, hãy xây dựng đời sống mình trên lời Ngài. Đừng có bôn ba nhiều, đừng lo lắng nhiều, đừng suy nghĩ nhiều về những cái nan đề rắc rối của cuộc sống, và nó chả giải quyết được gì cả. Nhưng mà khi anh em có lời của Ngài, anh em có sức mạnh, anh em có cái sự khôn ngoan, anh em có cái sức khỏe để chúng ta vượt qua. Và nhớ câu Kinh Thánh hôm nay tôi nói, bất cứ điều gì ra từ Chúa thì thắng hơn thế gian. Amen. Cảm ơn Ngài. Chúa ban phước cho anh chị em. Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em giờ này. Và rồi, anh chị em hãy tin đi. Chúa là đấng dành cho mình, cho con cái của Ngài sức khỏe, sự chữa lành, sự giải phóng, sự thịnh vượng, sự bình an, vui mừng. Đó là lời của Chúa. Và giờ này tôi muốn cùng với tất cả anh chị em cầu nguyện một lời cầu nguyện để kết thúc cái chủ đề này, đời sống không bệnh tật. Tôi muốn cùng với anh chị em hãy cầu nguyện tạ ơn Ngài vì lời của Ngài. Tôi muốn anh em hãy cầu nguyện để nói với Chúa rằng: con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con lời của Ngài để con có cơ hội sống khỏe mạnh, sống thành công, sống không tật bệnh, và con làm chủ được mọi tình huống trong thời gian này. Anh em hãy cầu nguyện điều đó. Mỗi một anh em đang lắng nghe tôi, hãy tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con lời hằng sống của Ngài, lời mà Ngài dùng để tạo thế giới này, thì giờ Ngài cho phép nó sống trong lòng của con. Con tin rằng con có sức mạnh, con có năng quyền, con có năng lực để thắng hơn mọi điều trong thế gian này nhờ lời hứa của Ngài. Anh em hãy cầu nguyện nè. Anh em hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy giúp con cần cù gieo hạt giống lời Ngài vào lòng. Mỗi một ngày, hãy giúp con cần cù gieo hạt giống vào lòng. Con muốn được gặt hái một vụ mùa thật là sung mãn trong đời sống của con. Sung mãn về tài chánh, sung mãn về sức khỏe, sung mãn về gia đình, sung mãn trong chức vụ. Anh em hãy cầu nguyện điều đó ra. Hãy nói với Chúa, hãy giúp con. Con muốn gặt hái một vụ mùa. Con muốn gặt hái một vụ mùa. Một vụ mùa thuộc linh ở trong lòng con và lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài Chúa. Tạ ơn Chúa thật nhiều vì điều đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và giờ này những ai đang bệnh tật đau yếu, hãy đặt tay vào chỗ đau của mình. Amen. Đặt tay vào chỗ đau của mình. Ai đau tim, đặt tay vào tim. Ai đau đầu, đặt tay vào đầu. Đặt tay vào thận, vào gan, vào bao tử, đại tràng, ruột non, ruột già. Ai bị ung thư, đặt tay vào khối u của mình. Amen. Và tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Lạy Chúa, con xin Ngài gửi Thánh Linh Ngài đến trên anh em con giờ này, trên chị em con giờ này, trên những người đang tật bệnh,
Ô Thánh Linh ơi, con cầu nguyện Ngài hãy đến trên thân thể của họ giờ này, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Và con xin Ngài khai phóng năng quyền của Ngài tại chỗ đó. Khai phóng năng quyền của Ngài tại chỗ đau và chữa lành cho. Anh chị em hãy nhắm mắt lại và chú ý vào chỗ đau của mình. Tai, mũi họng, đau xương, đau khớp, đau gan, đau bao tử, đau đầu. Hãy chú ý vào nó nha. Chú ý vào. Khi tôi nói, Đức Thánh Linh đến liền. Khi tôi nói thì thần của Đức Chúa Trời thăm viếng anh em liền. Và Ngài khai phóng năng quyền của Ngài vào chỗ đau anh em, và anh em thấy được cải thiện nè. Cha ơi, xin thần của Ngài là Thánh Linh hãy đến trên chỗ đau của anh em con. Đến trên đầu, trên chân, trên khớp, trên gan, trên thận, trên đại tràng, ruột non, ruột già, trên máu, trên tai, mũi họng của tất cả những anh chị em đang đau yếu này. Và Thánh Linh ơi, khai phóng năng quyền để chữa lành họ giờ này. Chữa lành. Tôi nói rằng anh em được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiểu đường, huyết áp được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiểu đường, huyết áp được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận, đón nhận, đón nhận. Đón nhận sự chữa lành. Đón nhận sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Ta lệnh cho tất cả những khối u, những khối u, những khối u hãy teo đi, tan đi. Những khối u ung thư hãy nhỏ lại, hãy tan đi và ra khỏi cơ thể của họ giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta lệnh cho tất cả những khối u, những khối u hãy teo lại, tan đi và ra khỏi cơ thể của họ. Khối u trong đại tràng, khối u trong phổi, khối u trong tuyến giáp, khối u trong tử cung, khối u trong ngực, trong danh Chúa Giêsu. Teo lại và tan đi, teo lại và tan đi, teo lại và tan đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi khối u, mọi khối u, mọi khối u, mọi quyền lực đó bị bẻ gãy giờ này, bẻ gãy giờ này, bẻ gãy giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài vì sự chữa lành của Ngài. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Tiếp tục đi anh chị em. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Anh chị em hãy nhắm mắt lại và chú ý đến cái chuyển động trong cơ thể của mình. Chuyển động trong cơ thể của mình, những chỗ đau của mình, chỗ đau của mình. Amen. Chuyển động vì Thánh Linh Ngài đang làm điều kỳ diệu trên thân thể anh chị em. Và nhiều sự chữa lành, sự giải phóng xảy ra. Anh em hãy công bố lời Chúa trong Thi Thiên 53, trong Esai 53. Thi Thiên 103 và trong Phi Rê Nhất chương 2 câu 4, câu 24, 25. Bởi lần roi của Chúa anh em được lành. Bởi lần roi của Chúa anh em được lành. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu anh em được lành. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tôi tuyên bố mọi bệnh tật trên cơ thể anh chị em được lành. Mọi bệnh tật trên cơ thể anh chị em được lành. Tôi tuyên bố mọi bệnh tật trên cơ thể anh chị em được lành. Bệnh đau đầu, tiền đình được chữa lành. Huyết áp, tiểu đường được lành đi. Huyết áp, tiểu đường được lành đi. Viêm phổi được lành. Tim mạch, xương khớp được lành. Trong danh Chúa Giêsu được lành. Mọi tắc nghẽn mạch máu, đột quỵ được phục hồi. Đột quỵ được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả mọi loại ung thư được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành, hãy lành, hãy lành. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu quyền năng, anh em hãy đặt tay một lần nữa đến chỗ đau anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu, anh em hãy nói lớn lên. Anh em hãy nói lớn lên, đặt tay vào chỗ đau của anh chị em và nói lớn lên trong danh Giêsu. Ta lệnh cho bệnh này phải lành. Anh em hãy nói lớn lên trong danh Chúa Giêsu. Ta lệnh cho bệnh viêm họng phải lành. Ta lệnh cho bệnh viêm khớp phải lành. Ta lệnh cho bệnh gút phải lành. Ta lệnh cho bệnh đau bao tử phải lành. Ta lệnh cho bệnh đường ruột phải lành trong danh Chúa Giêsu. Anh em hãy nói lớn lên, nói lớn lên trong danh Chúa Giêsu. Nói với đầy đức tin, nói với đầy sự tin cậy. Bởi trong danh của Chúa có thẩm quyền anh chị em ha. Trong lời hứa của Chúa có thẩm quyền anh chị em ha. Hãy tin vào điều đó và đón nhận sức khỏe cho chính mình. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. 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 Tiếp tục đi anh chị em. Tiếp tục đi. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục tuyên bố sự chữa lành và đón nhận sự chữa lành cho thân thể của mình bằng cách đó. Anh em đặt tay vào chỗ đau.
và trong danh của Chúa Giêsu anh em cứ nói, nhân danh của Chúa Giêsu ta bẻ gãy quyền lực bệnh tật, trong danh Chúa Giêsu ta bẻ gãy quyền lực bệnh tật, trong danh Chúa Giêsu ta đuổi quyền lực bệnh tật ra khỏi cơ thể này, ta đuổi quyền lực bệnh tật ra khỏi cơ thể này. Anh em hãy nói lớn lên, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy chống trả lại nó, chống trả lại nó. Anh em thắng hơn nó, lời Đức Chúa Trời thắng hơn nó. À, anh em có cơ hội để thắng hơn nó, lời Đức Chúa Trời thắng hơn nó. Anh em ha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, amen. Cảm ơn Ngài. Wow, đấng chữa lành, đấng cho anh em sự tự do, đấng cho anh em sự phước hạnh. Hãy cảm ơn Chúa anh chị em ha. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Ok, thế là chúng ta đã kết thúc 10 bài học trong chủ đề đời sống không bệnh tật. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Hãy nghe đi nghe lại nó và sống một đời sống đầy sức khỏe. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu với một chủ đề mới. Xin Chúa cũng cho anh chị em có thời giờ, có tấm lòng để chúng ta tiếp tục để theo dõi những bài học. Và tôi tin rằng khi chúng ta học lời của Đức Chúa Trời luôn luôn là một đầu tư xứng đáng, một đầu tư xứng đáng để cho đạt được những cái điều mà anh chị em muốn đạt được trong đời sống mình. Ha, xin Chúa ban phước và tôi xin chào tạm biệt anh chị em ở đây. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.